Lũy kế 10 tháng trong năm nay, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam đạt hơn 218.000 tấn, trị giá 1,11 tỷ đô la Mỹ, tăng đến 47% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo ngành hàng này sẽ lập mốc kỷ lục mới 1,3 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu tăng mạnh là nhờ giá tiêu xuất khẩu cao hơn 51,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt bình quân 5.077 đô la Mỹ một tấn. Sản phẩm hồ tiêu xuất khẩu hiệu quả ở các thị trường rất tiềm năng như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, Ấn Độ, Trung Đông. Ngoài ra, ngành hàng hồ tiêu Việt Nam cũng đang đứng trước cơ hội lớn để gia tăng hơn nữa kim ngạch xuất khẩu vào thị trường UAE do Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam-UAE, Hiệp định C3 mới được ký kết vào cuối tháng 10 vừa qua. Hiện nay, người dân nuôi cá lồng bè ở đồng bằng sông Cửu Long rất phấn khởi vì đầu ra thuận lợi, giá cá tăng giọt, thu lợi nhuận cao. Giá cá điêu hồng nuôi lồng bè ở mức 50.000 đến 52.000 đồng một ký, tăng gần 20.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm ngoái. Với mức giá này, mỗi ký cá, người nuôi thu lãi trên 8.000 đồng. Ngoài ra, các loại cá nuôi lồng bè khác như cá trắm, ba sa, lăng hơ, cá chép cũng có giá bán tăng cao. Thời gian qua, các địa phương đồng bằng sông Cửu Long đã tạo điều kiện để nghề nuôi cá lồng bè phát triển bền vững, tạo nguồn nông sản hàng hóa quan trọng phục vụ nhu cầu thị trường. Nghề nuôi tôm nước lợ tại đồng bằng sông Cửu Long cần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế, thích ứng với biến đổi khí hậu và góp phần giảm phát thải. Đây là giải pháp để nghề nuôi tôm phát triển bền vững. Ưu tiên hàng đầu là nghiên cứu và phát triển các giống mới có năng suất cao, khả năng chống chịu tốt, thích ứng với điều kiện khí hậu để nâng cao giá trị. Ngoài ra, các địa phương cần chú ý hơn trong quy hoạch vùng nuôi, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến phù hợp trong sản xuất giống, nuôi thương phẩm và các khâu trong chuỗi sản xuất tôm theo hướng an toàn sinh học, giảm phát thải carbon, chất thải rắn, bảo vệ môi trường, kiểm soát lây lan dịch bệnh, ưu tiên mô hình nuôi công nghệ cao. Khu vực bãi bồi ven biển là môi trường lý tưởng để nghêu sinh sôi, phát triển mạnh. Tỉnh Tiền Giang đang tập trung khai thác triệt để tiềm năng từ loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ này. Tình hình nuôi nghêu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang phát triển ổn định, diện tích thả nuôi khoảng 2.300 ha, tập trung tại các xã ven biển, huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông. Sản lượng thu hoạch nghêu ước đạt hơn 2.500 tấn. Tiền Giang đã xây dựng vùng quản lý khai thác nghêu tại Gò Công theo tiêu chuẩn của Hội đồng Quản lý biển MSC. Đây là vùng nuôi nghêu thứ tư của Việt Nam và là vùng nuôi nghêu thứ tư trên thế giới đạt chứng nhận ASC, góp phần giúp cho nghề nuôi nghêu phát triển ổn định, mang lại giá trị kinh tế cao. Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ tại nhiều địa phương. Theo đó, giá thu mua heo hơi dao động từ 61.000 cho đến 63.000 đồng một ký. Cụ thể, tại Hậu Giang và Đồng Tháp, giá heo hơi cùng giảm về mức 61.000 đồng một ký. Trong khi đó, ở các tỉnh Long An, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ, thương lái mua heo hơi ở mức 63.000 đồng một ký. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cơ bản nước ta vẫn duy trì đàn heo cũng như nguồn cung từ giờ cho đến Tết Nguyên đán sắp tới. Dự báo đến cuối năm nay, tổng sản lượng thịt heo vẫn đạt hơn 5 triệu tấn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp Tết.